Dù triển khai đồng bộ các giải pháp, phân khai các nguồn vốn ngay từ đầu năm, đồng thời đôn đốc tiến độ, tháo gỡ khó khăn để nhanh thi công các công trình dự án, trong 5 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng. Thống kê trong tổng số trên 7.900 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023 và năm 2022 kéo sang năm 2023. Tính hết 5 tháng đầu năm 2023, khối lượng ước thực hiện trên 1.500 tỷ đồng, đạt trên 20% kế hoạch, thấp hơn 4% so với cùng kỳ. Vì vậy, để đảm bảo tiến độ triển khai vốn đầu tư công năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành và các địa phương cần xem xét việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, ra soát thực hiện vốn năm 2023 của các dự án chưa hoàn thành thủ tục đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng và chậm giải ngân sang các dự án công trình có tiến độ giải ngân cao và không xem xét bố trí lại vốn cho các công trình dự án bị rút vốn. Cùng với đó, các huyện, thành phố và các sở ban ngành cần bám sát, nắm chắc tiến độ đầu tư, tiến độ giải ngân của từng công trình dự án, chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị thi công lập tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết của từng dự án từ nay đến cuối năm 2023, có cam kết và chịu trách nhiệm về tiến độ hoàn thành từng hạng mục, về khối lượng vật liệu, nhân công hàng ngày trên công trường để làm cơ sở kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân từng công trình dự án. Riêng đối với các địa phương có dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương đi qua, khẩn trương thực hiện hoàn thành việc cắm mốc, phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo các điều kiện để khởi công dự án vào tháng 9 năm 2023.